Thanh tại xã Chiếm Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La giới thiệu ngày đại hội đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng 11 năm 2015, tới đây tại xã Chiếm Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên tại xã Chiếm Khong, tham gia sự kiện Internet với thanh niên. Các bạn xã, thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet để hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận ra những lợi ích của Internet mang lại đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có